Sau 6 năm lẩn trốn với 5 lệnh truy nã, trong đó có một thông báo truy nã quốc tế Red Notice của Interpol Việt Nam, đối tượng nguy hiểm Lộc Văn Toàn sinh năm 1992 đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ vào ngày 2 tháng 9 năm 2024. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được thông tin đối tượng truy nã Lộc Văn Toàn sinh năm 1992, trú tại xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng ra đầu thú và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn tiếp nhận đối tượng Toàn tại khu vực cửa khẩu biên giới hai nước. Tại cơ quan công an, Lộc Văn Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo đã bỏ trốn sang Trung Quốc từ năm 2019 để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trước đó, đối tượng Toàn bị truy nã theo quyết định truy nã số 02 ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, đối tượng này còn có 4 quyết định truy nã khác từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hàng cấm và một thông báo truy nã quốc tế Red Notice của Interpol Việt Nam. Ngày 2 tháng 9, Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vũ Văn Huy, 28 tuổi, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 9 giờ 55 phút ngày 15 tháng 8, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo về việc sáng cùng ngày, chị Hát sinh năm 2001 trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai đang nằm ngủ ở nhà trọ thì bị một nam giới lạ mặt đột nhập vào phòng, dùng dao bầu đe dọa khống chế, trói hai tay rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp một sợi dây chuyền màu vàng trên cổ. Sau khi đối tượng bỏ đi thì chị Hát đã gọi điện cho chồng và đến trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai phối hợp với các cơ quan chức năng khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, giám định, rà soát camera, khoanh vùng và bắt giữ thủ phạm là Vũ Văn Huy khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Thanh Hóa. Nhà chức trách cho biết trước đây Huy đã có 4 tiền án và vừa ra tù ngày 26 tháng 4. Ngày 2 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết trong quá trình phối hợp tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thiếu tá Cao Văn Dương, trưởng Công an xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã bị đối tượng điều khiển xe mô tô đâm trọng thương. Trước đó khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9 tại km 22+100 tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện phối hợp với Công an xã tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phát hiện đối tượng Dì A Mành, sinh năm 2008, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mì, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 24B2-44306, không đội mũ bảo hiểm, chạy hướng xã Cốc Mì đi xã Trịnh Tường. Lúc này thì tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm vào Thiếu tá Cao Văn Dương. Vụ va chạm khiến cho Thiếu tá Cao Văn Dương bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương. Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn của Thiếu tá Cao Văn Dương, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ nỗ lực tiến hành cấp cứu, chẩn đoán tình trạng chấn thương và đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương, Thiếu tá Cao Văn Dương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời chuyển về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Xét thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bát Sát tập trung thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự. Tối 2 tháng 9, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua, Bộ đội Công binh đã sử dụng các thiết bị siêu âm hiện đại, khoanh vùng, rà soát hiện trường xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp tại nhà ông Hoàng Văn Quang, 61 tuổi, nạn nhân đã tử vong sau vụ nổ, song không tìm thấy vật liệu nổ. Nhà chức trách đã dỡ phong tỏa hiện trường xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và đánh giá tình hình an toàn. Hiện tại đã không còn nguy cơ gây nổ. Người dân trong khu vực đã có thể trở lại nhà của mình. Trước đó, 2 vụ nổ liên tiếp cách nhau khoảng 2 ngày, ngày 27 và 29 tháng 8, tại nhà ông Hoàng Văn Quang và bà Hoàng Thị Hương ở xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, khiến cho 2 vợ chồng này tử vong và nhiều người khác bị thương, đồng thời buộc lực lượng công binh phải vào cuộc để rà phá vật liệu nổ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công binh nhận thấy không còn có nguy cơ gây nổ, cơ quan chức năng địa phương cũng đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa để các hộ dân sống xung quanh trung tâm vụ nổ có nhà bị hư hỏng quay trở về dọn dẹp. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Hôm nay mùng 2 tháng 9, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 nam sinh viên trường cao đẳng ở thành phố Hà Nội rủ nhau mang theo kiếm đi cướp tài sản của người đi đường. Hàng chục cảnh sát đã vào cuộc truy bắt hai đối tượng này. Cụ thể, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Giang sinh năm 2003 và Trần Việt An sinh năm 2004, cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đều là sinh viên của một trường cao đẳng ở thành phố Hà Nội để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, Giang chở An bằng xe máy mang theo một thanh kiếm để cướp tài sản người đi đường. Khi đi từ phố Trịnh Văn Bô vào khu đường mới hướng ra đường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, hai đối tượng dùng kiếm đe dọa và cướp 2 điện thoại di động của đôi nam nữ đi đường. Sau khi cướp được tài sản thì các đối tượng bỏ chạy về hướng sân vận động Mỹ Đình. Nạn nhân sau đó đã đến công an phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội bắt giữ được hai đối tượng Giang và An sau 4 ngày gây án. Các đối tượng khai nhận do nghiện game, bia nên dẫn tới nợ nần chồng chất nên đã bàn bạc đi cướp tài sản. Hai đối tượng đã bán 2 chiếc điện thoại di động của người bị hại được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 3 ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả nước xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm cho 75 người tử vong và 127 người bị thương. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông khiến cho 19 người tử vong và 4 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Tổng cộng trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả nước xảy ra 171 vụ tai nạn, làm cho 75 người chết và 127 người bị thương. Công an tại các địa phương đã kiểm tra và xử lý 14.400 trường hợp vi phạm giao thông với tổng số tiền phạt là hơn 30,3 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn chiếm 3.997 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 3.600 trường hợp và vi phạm về ma túy là 13 trường hợp. Trên đường thủy và đường sắt có 146 trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt tiền là 207 triệu đồng. Tình hình giao thông tại các thành phố du lịch như là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt không có ùn tắc lớn dù lượng khách đông. Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng giao thông vắng hơn ngày thường, chỉ tăng tại các địa điểm tổ chức lễ và vui chơi.